Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Quý vị và các đồng chí thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ mở đầu chương trình. Cuối chương trình là phóng sự tháng đầu huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn 254. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các đồng chí cùng quan tâm theo dõi. Đảng ủy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị khóa 13 và nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 4 chuyên đề quan trọng: chỉ thị số 27 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ thị số 29 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; nghị quyết số 2662 ngày 26 tháng 2 năm 2024 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; kết luận số 69 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 20 ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế, thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thông qua nghiên cứu, học tập, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, nắm vững nội dung cơ bản về nhiệm vụ, giải pháp trong các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị khóa 13 và nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa trong quy chế, chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ thực tiễn của cơ quan đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, lớp 1 năm 2024. Dự khai mạc có Đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các học viên được củng cố, nâng cao kiến thức về quốc phòng an ninh và cập nhật một số nội dung trọng tâm cần thiết như quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Một số nội dung về hệ thống văn kiện, chuyển cơ quan tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Luật lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, luyện tập bắn súng K-54 bài 1. Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các phòng ban trực thuộc phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan, đôn đốc quân số tham gia bồi dưỡng theo đúng chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức khung quản lý, theo dõi chặt chẽ quá trình bồi dưỡng, duy trì nghiêm các chế độ. Các giảng viên cần tập trung đầu tư nghiên cứu, cập nhật thông tin kịp thời, đặc biệt là tình hình an ninh thế giới, khu vực, trong nước và các văn bản nghị quyết của Đảng và Nhà nước về quốc phòng an ninh. Kết hợp vận dụng các phương pháp truyền đạt tích cực, gắn chặt truyền thụ lý luận với phổ biến kinh nghiệm và định hướng liên hệ, vận dụng trong thực tiễn công tác ở từng cơ quan đơn vị địa phương nhằm nâng cao chất lượng bài giảng. Đề nghị các học viên chấp hành nghiêm nội quy quy định của ban tổ chức, khi trở về địa phương trên từng lĩnh vực công tác phát huy tốt vai trò trách nhiệm, kịp thời tham mưu, đề xuất cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng an ninh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024 và những năm tiếp theo. Đoàn công tác Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tá Khổng Trọng Khoa, chủ nhiệm chính trị làm trưởng đoàn, đã xuống khảo sát chuẩn bị tổ chức hoạt động thiện nguyện tiếp bước đến trường tại xã Tả Ngài Trồ, huyện Mường Khương. Đoàn công tác đã được nghe các cơ quan đơn vị địa phương báo cáo sơ bộ tình trạng cơ sở vật chất và các ý kiến đề nghị,
Theo đó, các ý kiến đề nghị tập trung hỗ trợ giúp đỡ địa phương và các trường học như sân đường nội bộ, tét nước, máy giặt công nghiệp, bàn ghế, tủ lạnh, hệ thống lọc nước, máy tính, máy photocopy. Tiếp đó, đoàn công tác đã xuống trực tiếp cơ sở và các nhà trường tiến hành khảo sát để xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức giúp đỡ. Dự kiến trong tháng 5 năm 2024, đoàn công tác Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ xuống giao lưu, trao tặng quà, trang thiết bị cho địa phương và các nhà trường trên địa bàn. Đây là hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, có ý nghĩa được Viện Khoa học Công nghệ Quân sự triển khai ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Qua đó góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện tốt phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thưa quý vị và các đồng chí, năm 2024, Trung đoàn 254 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận huấn luyện 300 chiến sĩ mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, Trung đoàn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cơ sở vật chất phục vụ cho huấn luyện. Đây là thao trường huấn luyện của Trung đoàn 254. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng ở khắp nơi trên thao trường bãi tập của đơn vị là khí thế sôi nổi, hăng say luyện tập, tràn đầy quyết tâm của các chiến sĩ. Các đồng chí trung đội trưởng, tiểu đội trưởng đã sâu sát hướng dẫn, sửa sai, uốn nắn tỉ mỉ từng động tác, giúp chiến sĩ nắm chắc các yếu lĩnh động tác, thực hiện chính xác từng nội dung luyện tập. Khi vào đây thì tôi được học các nội dung về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Và tôi cũng đã xác định rõ được cái nhiệm vụ của mình, phải hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, chúng tôi đã khắc phục được những điểm yếu của bản thân và sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Là cán bộ được giao trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, Trung úy Ma Dình, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 2 cho biết. Để công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 đạt kết quả cao nhất, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, bản thân đã tham mưu tốt cho chỉ huy các cấp, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, phục vụ huấn luyện. Quá trình tổ chức huấn luyện luôn bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, lấy thực hành là chính, tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung đã được phê duyệt. Đã làm tốt về công tác chuẩn bị về vật chất cũng như là giáo án bằng giảng. Trong quá trình tổ chức huấn luyện thì đã tổ chức huấn luyện theo đúng cái chương trình mà đơn vị đã xác định. Nhất là trong quá trình tổ chức huấn luyện thì bản thân tôi cùng với các đồng chí tiểu trưởng đã luôn bám sát cũng như là thường xuyên hướng dẫn đối với các đồng chí chiến sĩ mới về động tác để làm sao nâng cao về cái chất lượng huấn luyện cũng như là luyện tập cho các đồng chí chiến sĩ. Cùng với huấn luyện, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với giáo dục nhiệm vụ cho chiến sĩ mới. Mỗi trung đội đều thành lập nhóm Zalo gia đình quân nhân, cập nhật đầy đủ thành viên gia đình các chiến sĩ mới để chia sẻ thông tin, hình ảnh tích cực từ đơn vị. Điều này vừa xây dựng được niềm tin của thân nhân quân nhân, vừa giúp đỡ đơn vị nhận được những thông tin phản hồi để nắm chắc hoàn cảnh tình hình chiến sĩ mới trước khi nhập ngũ. Thì khi mới nhập ngũ thì tiểu đoàn đã chỉ đạo các đơn vị lấy hồ sơ thông tin chiến sĩ để bước đầu nắm được các cái nội dung về thông tin cũng như là sở trường cũng như hoàn cảnh gia đình, đặc biệt là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn khi mới nhập ngũ, để có các cái biện pháp quan tâm đặc biệt đối với lại các đồng chí, bám sát cái phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, tập trung vào các cái nội dung thực hành, lấy thực hành làm chính để nâng cao trình độ cũng như là kỹ năng cho chiến sĩ trong quá trình huấn luyện. Được biết, trước khi bước vào huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 254 đã tổ chức kiện toàn biên chế khung huấn luyện và tiến hành tập huấn cho cán bộ các cấp, củng cố và làm mới hơn 800 bìa bảng các loại, gần 1.500 mô hình học cụ, tổ chức thông qua và phê duyệt giáo án huấn luyện, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Đến nay, 100% chiến sĩ mới đã được kiểm tra, tháng đầu huấn luyện các nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, truyền thống trung đoàn, thuộc 4 bài thể dục, võ chiến đấu, thực hiện nghiêm lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Kết quả đó đã củng cố niềm tin,
tạo động lực cho chiến sĩ mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện 3 tháng tân binh. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí.